Đây, mật về phân hóa này, hai miệng đấy nha các bạn. Thông miệng chào cả nhà nhé. Kính chúc tất cả mọi người lại có thêm một ngày có thật nhiều sức khỏe và được mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống nhé. Thì theo cái luồng này thì mái đôi này thì Thông đã phát hiện được hai tổ ong nha mọi người. Hai tổ ong, một tổ này, tổ này thì hình như là đã có người lấy rồi các bạn này. Con tổ này thì mới này. Hai tổ cách nhau khoảng 2 mét các bạn ạ. Đó. Tổ dưới này thì quấn vô ra khá là đông nhá. Đó. Các bạn đang theo dõi video của Thông, đừng quên cho Thông xin một like, một đăng ký nha các bạn. Thông xin chân thành cảm ơn đến các bạn rất là nhiều nhá. Giờ Thông thể xem cái tổ này trước. Tại vì cái tổ này đã có người dấu vết, đã có người lấy mật rồi nhá. Thông phải lấy cái tổ này trước rồi là Thông lấy tổ này sau. Tổ này thì mới động các bạn ạ. Đây. Nhìn thấy thì được 5 miệng nhá. Nhưng cái hai cái miệng giữa thì cũng có một chút mật các bạn ạ. Thông thể lấy cái dao lách một miệng chính giữa lại xem kết quả thế nào nhá. Thông cũng hiểu nổi luôn. Tại sao đây đào bởi cái tổ ong này đấy mà còn cái tổ ong dưới này thì đã về lâu rồi. Tại vì Thông cũng đoán là nó đã có ong được thì tự nhiên nó phải về lâu rồi. Tại sao đấy không thấy. Thì đôi lúc họ thấy tổ này, họ đào tổ này xong là ong nó bay toàn loạn lên là họ không để ý nữa. Thì cũng chưa phải là chuyên nghiệp lắm nha các bạn. Thông đã lấy ra hai miệng nhé. Đây, mật về phân hóa này, hai miệng đấy nha các bạn. Thông vẫn con nhưng mà Thông nuôi lại nhá. Giờ Thông sẽ tiến hành khai thác cái tổ dưới này nha các bạn. Tổ này thì ong đen rất là nhiều nha các bạn. Ong đen quá nhiều luôn, kiện cũng nhiều nữa. Giờ cái là tổ này có mật rồi các bạn. Tổ này chắc chắn là có mật đấy nhá. Thì hai tổ thì có một tổ có mật chắc chắn các bạn. Còn nếu mà hai tổ mà không có mật thì buồn đấy. Quá. Bệnh tổ khô hết đấy các bạn. Trong đây nhìn thấy phía trong bệnh tổ khô hết đây. Thôi, xong để lật mấy viên đá này ra chút ạ. Ừ, khá là lâu các bạn ạ. Bị khô hết đây. Tổ rất là khủng. Đấy. Tổ ong khủng lồ luôn nhá. Nhưng mà đây bị khô. Chắc là nó cũng vừa tách đàn sang lên cái tổ phía trên này các bạn. Nếu mà tổ này mà Thông mà lấy sớm hơn á thì mật hơi bị nhiều đấy. Bây giờ thì khô đây. Khô thì mình cũng phải lấy các bạn ạ. Mình phải lấy, mình sửa tổ lại cho nó. Kiểm xem còn được giọt nào hay không. Khô giòn luôn đấy các bạn ạ. Rất là nhiều bánh tổ luôn. Ôi, khô hết rồi các bạn ơi. Buồn quá. Bẻ ra hết đi. Các bạn xem này. Đi sâu bánh tổ này nhá. Khủng luôn. Khô hết. Sâu rồi các bạn này. Đi sâu nhá. Phía trên vẫn còn được một chút mật nhưng mà rất ít nhá. Đi sâu hết. Tiếc quá các bạn ơi. Lại buồn quá rồi. Đi sâu bánh tổ. Mật.
tổ ong khủng như thế này đây mà. Lại mùn quá. Mình giòn dẹp cho nó các bạn. Mình sửa tổ cho nó. Bị ong chích đấy nha các bạn. Vừa bị ong chích các bạn ạ. Chích một phát ngay đấy nhá. Còn được một chữ mật đến nay mà. Rất là hung dữ. Đấy các bạn. Trên này đây. Rửa ra hết. Rửa hết nha các bạn. Rửa hết cho nó làm lại nhá. Nó đi thì con chó nó về nhá. Kết quả buồn nha các bạn. Tổ ong thì khủng thật đấy. Nhưng mà mệt thì như thế này đấy. Buồn quá các bạn ơi. Lại buồn quá. Ôi, mệt giọt mệt. Quả buồn đấy các bạn. Nhiều như thế này đây. Mấy giọt mà đây nè các bạn này. Nó ăn hết là nó đi đấy. Thôi. Để hít. Hít nha các bạn. À, bây giờ thông sẽ đi tiếp tục đi tìm kiếm cỏ thì thông sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhá. Tổ ong thứ ba các bạn này. Con này có được mấy con à? Đi sắp đi hết đây. Con có mấy con nhưng mà rất là hung nhá. Mình đã đến chậm một bước cho nên những tổ ong này đã bị dộp rồi các bạn. Sắp bỏ đi hết cả đây. Đây. Con chuột mật. Phải mà mình lấy sớm đi. Cũng khá đấy các bạn ạ. Con được chụp mặt trên như thế này đây. Bẻ ra hết luôn. Sự một gì nó không đi. Con ít nha các bạn. Mật ống ống như thế này đấy. Ủa trời. Cái trên này còn một ít, được một ít mật các bạn. Mình cho tên nó chạy đây.
Sẵn ba tổ ong nhưng mà kết quả buồn đấy các bạn. Chút mật như thế này cày thì nó ra đấy. Con thua. Tổ này phải tìm mài mới thấy các bạn. Mình thấy được có mấy con bay vào à. Video này cũng dài rồi. Thì Thông cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thông nhé. Một ngày đi lấy ong mật nhưng mà 3 tổ thì đều một tổ thì mỗi về còn 2 tổ thì bị khô nha các bạn. Rất là buồn nhé. Nhưng mà các bạn nhớ ủng hộ Thông nha các bạn. Thông xin chào các bạn nhé.